giới thiệu dự án Hoàng Huy New City Hải Phòng. Dự án Hoàng Huy New City là khu đô thị được quy hoạch với 4 loại hình: biệt thự, nhà liền kề và shophouse, căn hộ chung cư tọa lạc tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Là khu đô thị mới hiện đại được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cùng với hệ thống tiện ích đẳng cấp, thiết kế thông minh cùng quy mô vượt trội. Hoàng Huy New City Thủy Nguyên hứa hẹn mang đến môi trường sống trọn vẹn và đầy đủ nhất cho mọi gia đình ngay thành phố Hải Phòng. Trong video này, kênh Nhà Đất Thủy Nguyên sẽ cung cấp tới khách hàng những thông tin chính thống, những phân tích đánh giá chuyên sâu. Qua đây hy vọng quý khách hàng, nhà đầu tư sẽ có thông tin hữu ích và trả lời cho câu hỏi, có nên mua dự án Hoàng Huy New City hay không? Tổng quan khu đô thị Hoàng Huy New City Thủy Nguyên. Tập đoàn Hoàng Huy đã khẳng định vị thế của mình qua sự thành công của hàng loạt các dự án bất động sản cao cấp như Hoàng Huy Riverside, chung cư Golden Land, Hoàng Huy Tower và tiêu biểu là dự án Hoàng Huy New City tại thành phố Thủy Nguyên. Thông tin tổng quan dự án Hoàng Huy New City Thủy Nguyên. Tên dự án: Hoàng Huy New City. Vị trí: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam. Chủ đầu tư: Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy. Loại hình phát triển: nhà liền kề, shophouse, biệt thự, căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư: 19.000 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch: 88 ha. Thời gian phát triển dự án dự kiến: 2020-2024, hiện đang trong quá trình thi công. Dự án Hoàng Huy New City nằm ở trung tâm khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trên trục đường chính từ cầu Hoàng Văn Thụ đi xuống khoảng 2 km. Vị trí dự án Hoàng Huy New City được xem là đắc địa bậc nhất tại Hải Phòng. Tiềm năng tăng giá rất tốt khi khu đô thị Bắc Sông Cấm được quy hoạch đồng bộ với lòng đường lên đến 90 mét với nhiều làn xe chạy, trung tâm hành chính, chính trị của thành phố sẽ chuyển sang đây. Cư dân từ dự án Hoàng Huy Bắc Sông Cấm dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố cũ qua cầu Hoàng Văn Thụ, chỉ 5 phút đi xe. Với cái tầm kết hợp với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, chủ đầu tư Hoàng Huy Group quyết tâm xây dựng khu đô thị Hoàng Huy New City với nhiều tiện ích đồng bộ, liên hoàn đạt đẳng cấp quốc tế. Từ dự án cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến cách công viên Central Park 1.5 km, cách Vinpearl Vũ Yên 2 km, cách trung tâm thành phố 3 km, cách sân bay Cát Bi 8 km. Khu đô thị Hoàng Huy New City Bắc Sông Cấm không chỉ chú trọng tới không gian quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng để tạo nên một đô thị sinh thái hoàn hảo và đẳng cấp mà còn tạo lập giá trị của riêng mình bằng việc hình thành hệ thống tiện ích, phúc lợi cộng đồng và dịch vụ quản lý theo chuẩn quốc tế để người dân có cơ hội thụ hưởng những tinh hoa của cuộc sống hiện đại. Quy hoạch và phát triển đồng bộ trên tổng diện tích khoảng 88 ha thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, dự án được xây dựng trên ý tưởng một đô thị kiểu mẫu hiện đại, cộng đồng dân cư cao cấp, môi trường sống văn minh, lý tưởng khi quy tụ hàng loạt các tiện ích dịch vụ chất lượng như công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại siêu thị, khách sạn, văn phòng, trung tâm y tế, khu vui chơi trẻ em, hệ thống trường học liên cấp, bãi đỗ xe ngoài trời. Khu đô thị Hoàng Huy New City với diện tích dành cho công viên cây xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng, xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho một chốn an cư bình yên với không gian sống xanh, tiện nghi hoàn hảo. Với hơn 60% diện tích dành cho công viên cây xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng, dự án Hoàng Huy Thủy Nguyên xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho một chốn an cư bình yên với không gian sống xanh, tiện nghi hoàn hảo mà ai cũng muốn trở về sau những xô bồ, ồn ả của cuộc sống. Dự án Hoàng Huy New City Bắc Sông Cấm được thiết kế hài hòa các mảng xanh lớn xen kẽ trong từng không gian sống và giải trí. Chủ đầu tư đã không ngần ngại hy sinh tiện ích xây dựng để kiến tạo một không gian rộng rãi, xanh mát cho cư dân với khoảng không gian xanh lớn trên đầu người. Khi sống tại Hoàng Huy New City, các chủ nhân sẽ được vùng vẫy giữa nhiều mảng không gian khác nhau chứ không phải ngập trước mắt là bê tông cốt thép sừng sững như nhiều công trình khác. Hội tụ hàng loạt ưu thế, dự án đất nền Hoàng Huy New City Hải Phòng được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp cao cấp tiên phong mang đến chuẩn mực sống cho cộng đồng cư dân tri thức tại Thủy Nguyên. Dự án hứa hẹn sẽ là tâm điểm khuấy động thị trường bất động sản tại Hải Phòng năm 2024. Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án khu đô thị Hoàng Huy Thủy Nguyên.
nhà đất Thủy Nguyên hy vọng sẽ giúp ích để quý khách hàng tham khảo và đưa ra quyết định có nên mua dự án Hoàng Huy New City hay không. Xin cảm ơn. Video được thực hiện bởi kênh Nhà đất Thủy Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết xin liên hệ 0888 000 836 hoặc truy cập website nhadatthuyenguyen.com.vn để biết thêm thông tin.